Việc chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường nhằm giữ gìn và phát triển một đô thị xanh sạch đẹp. Từ nhiều năm nay, công tác quản lý, bảo vệ và chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La đã góp phần tạo nên những đô thị sáng xanh sạch đẹp. Ghi nhận tại huyện Phú Yên. Từ 5 giờ sáng, chị Ngô Thị Thu Hương, tổ trưởng tổ vệ sinh chi nhánh môi trường đô thị Phú Yên đã bắt đầu công việc của mình. Dù công việc thu gom xử lý rác thải vất vả, đặc biệt là vào những ngày mưa, nắng nóng, nhưng với tinh thần và trách nhiệm, chị Phương và thành viên trong đội vẫn động viên nhau quyết tâm vượt qua khó khăn vất vả, không để rác thải tồn đọng. Cũng mong muốn của chúng tôi là nâng cao ý thức của người dân thì mọi người hãy chấp hành đúng giờ giấc, đúng nơi quy định để làm sao là cho anh em thu gom và vận chuyển thuận tiện để phố phường luôn được trong lành và sạch sẽ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chi nhánh môi trường đô thị Phú Yên đã lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ sản xuất. Theo đó, công tác vệ sinh môi trường thực hiện đảm bảo theo tiêu chí sạch đẹp, không để tồn rác. Hệ thống điện chiếu sáng thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa, phục vụ đảm bảo đủ ánh sáng, vận hành đúng thời gian quy định. Trong 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã thu gom vận chuyển xử lý trên 5.000 tấn rác thải sinh hoạt. Đến nay, môi trường sống của các khu dân cư tập trung trong đô thị của huyện đã có những bước cải thiện đáng kể, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt gây ra. Chúng tôi phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền tới bà con nhân dân nâng cao ý thức chấp hành cái việc đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như là giữ gìn vệ sinh môi trường chung trên địa bàn huyện. Với những công việc âm thầm, lặng lẽ, những cán bộ công nhân chi nhánh môi trường đô thị Phú Yên đã góp phần làm cho mỗi tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn huyện Phú Yên ngày càng sáng xanh, sạch đẹp.